Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy đạo Phật. Mỗi ngày chúng ta có những thời khóa tu gì? Tất cả những thời gian mình làm việc còn lúc nào rảnh để mình được dụng công tu. Vì nhớ cái phương pháp lễ Phật này khi bị sáo Phật mà quý vị sá mà càng sâu thì chừng nào thì nó tốt với sức khỏe vì chừng nấy. Nhớ đừng có sá lơ lơ. Mình sá Phật mà lơ lơ giống như mình đang còn làm biếng. Nhớ là cái năm ngón tay này khi sá xuống nó đụng ngay văng cái chỗ mà cái chân đứng của mình đụng đất luôn. Khi mình sá như giết như sống mình nó dẻo. Không kiểu mà mình xá lơ 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 nửa đầu gối đâu, còn hơn là biến. Với thêm một cái nữa là phương pháp lễ Phật này cũng là một phương pháp để tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình. Mà khi một con người mà tâm kiêu ngạo ngã mạn hạ xuống thì thông minh và trí tuệ. Nó giống như Đức đã từng kể vì nghe câu chuyện của một vị hòa thượng mà khi vị cư sĩ này có nhiều hiểu biết nhưng ông vẫn hiểu được ông có tâm kiêu ngạo rất lớn. Đến gặp một vị hòa thượng này thì ông xin vị hòa thượng này giúp giùm ông tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn. Nghĩa là cái này cũng còn đặc biệt đó quý vị. Giống như hiểu biết nhiều rồi tâm kiêu ngạo ngã mạn mà ông vẫn biết ông tính tình của ông kiêu ngạo ngã mạn thì ông nhờ vị hòa thượng này giúp cho ông tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn. Thì và vị hòa thượng này nói rằng là vậy thì ông cứ ở đây để từ từ có cơ hội tôi giúp giùm cho. Thì ngày đó ngay chỗ cái lượng Phật tử về chùa cũng đông. Xong ông mà lôi cái ông cư sĩ ra, ông hòa thượng chửi cho ông chặt trước mặt bao nhiêu con người. Nên chửi xong rồi bữa sau ông đã xách gói đi. Xách gói đi. Khi xách gói ra chào hòa thượng con đi. Thì vị hòa thượng hỏi: "Ồ, ông đến đây để tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Cái việc đó xong rồi sao mà ông đi?" Thì ông cư sĩ đó nói rằng là: "Ngài La Quán con." Thì vị hòa thượng nói rằng: "Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của ông là ngay cái chỗ là được mắt đó đó. Và ngay cái chỗ là gương mặt mình thấy mình to quá. Nên cái cách mà để giúp ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn là trước mọi người. Khi rèn ông được trước mọi người thì tâm ông mới kiên định. Tôi gầy tôi chửi ông trước mặt bao nhiêu người, có những người ta còn nói tôi hung dữ, bạo ngược. Còn ông thì được hạ cái tâm kiêu ngạo, lợi ích cho ông mà. Tôi chửi ông tôi có được lợi ích gì đâu." Nghe không? Nên từ nơi đó mà vị cư sĩ đó vừa nghe xong quỳ xuống đảnh lễ hòa thượng. "Cảm ơn hòa thượng, cô xin ở lại." Vì thấy rằng là trong Phật pháp nó có nhiều câu chuyện rất là hay. Thì biết rằng là từ xưa tới nay nha, những đức coi lịch sử từ người thế gian cho tới người trong đạo đều là người nhẫn nại thì có sự thành công, đều biết cúi đầu thì tương lai thành công. Cúi đầu có mục tiêu quý vị, chứ không phải là cúi đầu vì chén cơm manh áo, phải mà người ta có mục tiêu người ta cúi đầu. Ví dụ như câu chuyện của Tôn Tẳng Bà Nguyên, thấy không? Nên Bà Nguyên có tệ cỡ nào, đối xử Tôn Tẳng không đúng mà đến nỗi mà hại bạn đến mức mà cắt nhượng ấy. Tại vì Bà Nguyên không bằng Tôn Tẳng nên hại Tôn Tẳng, cắt nhượng Tôn Tẳng. Cuối cùng thì Tôn Tẳng chỉ đúng một cái kế đó là giả điên. Bà Nguyên không tin, đem ra phân ra Tôn Tẳng phải ăn phân và uống nước tiểu
Tôn Đản là vì cái việc mà nhất định ta phải báo thù, cái nhẫn gì ta cũng nhẫn được hết. Bóc phân ăn trước mặt của bà Nguyên, uống nước tiểu luôn. Cuối cùng bà Nguyên nói chỉ có người điên mới làm được điều này thôi, không thể nào làm được điều này. Thôi, nó cũng tàn phế, tha. Vậy mà Tôn Thẳng qua bên nước khác, phò một vị vua khác. Cuối cùng sau này lật đổ bà Nguyên. Chỉ là cái việc thế gian pháp thôi đó, mà nhẫn nại đến mức như vậy thôi. Nên từ nơi đó mà những đức coi những câu chuyện như bậc tướng quân, lúc có ngày thắt thở, ngày chui ngang háng người khác. Sau này khi ông làm đại tướng quân rồi, trở lại cảm ơn cái người mà ông đã từng chui qua háng. Nó là nhờ ngươi đối xử với ta vậy, nên bây giờ ta mới làm đại tướng quân. Lịch sử vẫn là tán thán. Nên từ nơi đó mình là người tu hành, có tâm giải thoát. Mà nếu như mà mình mà chỉ gặp sự gầy la quở trách một chút thôi, con người mình mang tâm quán hận thì bản thân mình đừng có mong có tâm giải thoát. Nên một con người làm việc lớn á, là phải có tâm cúi đầu khi mình gặp sự cố. Mình có phương hướng mà, thì biết rằng là cũng như bản thân những đức mà khi mà ở trong chùa, mà khi ra khỏi chùa, không phải những đức gặp sự khó khăn mà ra khỏi chùa, mà là bản thân những đức không thể nào ở trong chùa. Nó rõ ra là như vậy đấy. Thật sự những đức muốn ở trong chùa lo cho các cụ, nhưng những đức không ở thể nào ở trong chùa được. Duyên hết, những đức phải đi. Chứ không phải là những đứa gặp trở ngại một chút, những đứa có điều kiện, có tiếng tâm, những đứa bỏ chùa, bỏ cụ không phải đâu. Mà là những đứa thật sự muốn ở trong chùa. Nhưng mà dùng mọi cách, cỡ nào những đứa cũng quyết tâm ở trong chùa. Nhưng cuối cùng những đứa thấy rằng mình không còn duyên ở chùa, mình đi. Mình không còn duyên thì mình phải đi. Nhưng thật sự những đứa muốn mọi cách những đứa phải ở chùa. Dù cỡ nào những đứa cũng ở chùa nuôi các cụ, lo cho các cụ. Nhưng cuối cùng mình thấy mình không còn duyên, mình phải đi. Đó là những đứa cũng kiên nhẫn hết mình mà không đủ duyên là thôi. Nên những đứa từng nói với vị cái câu là tùy duyên nhưng phan duyên nhưng phải tùy duyên. Cái này rất từ bi quý vị và rất trí tuệ đó. Tùy duyên là chúng ta làm cái việc gì cố gắng hết mình mà không được, thôi tùy duyên. Thí dụ như mình đi học, mình đã quá siêng năng học rồi mà thi rớt hoài, thôi tùy duyên. Chứ làm sao bây giờ? Chứ không lẽ mình khổ thì nó cũng rớt rồi, chứ làm sao bây giờ? Mình đã hết lòng rồi đối với cha mẹ lo cho mình học hành, thì bây giờ cha mẹ cực khổ làm ra tiền cho mình đi học, mình cũng đã hết lòng mình đi học rồi, mình nhiệt tình rồi mà thi rớt suốt, thôi tùy duyên. Nó chứ làm sao bây giờ, chứ không lẽ mình đi đau khổ với cái mà mình không thành công. Nó nên từ nơi đó mà giúp người cũng vậy, nhiệt tình hết mình giúp rồi mà không được, tùy duyên. Mà tùy duyên đó có những lúc bản thân mình bị phan duyên, dù biết giúp không được mà phải giúp vì có cái từ bi. Từ bi nằm ở trong đó. Nhiệt tình từ bi rồi mà không được, tùy duyên. Thấy không? Có nghĩa là nếu như mà mình đã nhiệt tình thôi, mình chỉ theo phương hướng của tùy duyên, thì mình thiếu sự từ bi. Nên mình hết lòng từ bi của cái phan duyên, tuy biết rằng là giúp không được, giúp hoặc là không được giảng sanh đó, hoặc là không được thành tựu, nhưng mình giúp được chút nào mình giúp chút nay, được lợi ích chút nào mình giúp chút nay. Đó gọi là từ bi. Mà từ bi rồi phải có tùy duyên nữa, hai cái phải kết hợp. Nếu tùy duyên là buông xuôi thì cũng thất bại. Nên cái người mà nếu dùng cái câu tùy duyên mà không hiểu là họ buông xuôi theo số phận. Giống như lục bình trôi sông, cứ trôi hoài không biết trôi gì đâu, cũng không đúng nữa. Con người thì khác, lục bình nó phải có phương hướng, định hướng rõ ràng, hết lòng hết dạ. Nhưng có khi số phận con người nó là như vậy thì mình phải chấp nhận. Trong cuộc đời quý vị thấy Phật pháp rất là hay luôn á, rất là tuyệt vời. Thí dụ như bây giờ có những đứa nhỏ đi, nó ngồi nó nghe gì nó chưa hiểu đâu, nhưng mà đến một ngày nào trong cuộc đời nó có khi nó gặp những sự khổ, tự nhiên nó nhớ lại. Bây giờ nghe nó chưa có cảm giác gì, nó chưa được trải nghiệm khổ đau. Đến một ngày nào nó khổ, nó sẽ có phương hướng để nương tựa. Những đức nói với bao nhiêu con người, chúng ta phải công nhận rằng là nhờ Phật pháp mà mình có chỗ nương tựa và có bến đổ đó quý vị. Có khi con người chúng ta khổ đến mức mà mình không biết đổ về đâu. Bây giờ nhiều đứa con cháu mình nói cái khổ nó đâu có hiểu đâu. Thí dụ như giờ nhiều cô ngồi đây, các cô từng đẻ, các cô mới biết cái khổ của đẻ chứ. Chứ con người chưa đẻ sao biết khổ của đẻ, đúng không? Thí dụ như bây giờ chồng mình rất là thương mình, mà một ngày nào tự nhiên ông tức, ông quýnh mình, thì mình biết cái sự đau khổ dằn vặt nội tâm. Dằn vặt nội tâm chứ không phải là cái thân bị tát cái là xong rồi. Nhưng mà cái tình thương á, mà ổng nở lòng mà ổng quýnh mình, đó mới là cái sự dằn vặt của nội tâm.
Nhá không? Thí dụ như cái người mà mình thương, cực kỳ thương họ, rất thương mình rất tin tưởng họ, mà tự nhiên họ họ phát ngôn, họ chửi mình một phát. Không phải là cái lời chửi đó đau đâu, mà nó đau nhói cả tâm can mình đó. Đây mới là đáng sợ nè. Nếu quý vị đã từng trải nghiệm thì quý vị sẽ biết. Còn một con người chưa từng trải nghiệm thì họ nghe thôi, để một ngày nào họ cảm nhận. Nó giống như những đứa con vì ngồi bên cạnh, ví dụ như những bé bé gái này nè, có khi mình nói nó chưa cảm nhận được đâu. Nhưng mà để một ngày nào đi, nó sẽ tự nhận thức liền. Nó nhớ lại, nó nhớ lại á. Nó những đức nói rằng Phật pháp là một điểm bến đỗ tuyệt vời. Vì cái bến đỗ đây tuyệt vời ngay chỗ là nhìn thấu buông xuống, nhìn thấu buông xuống. Tại nhìn thấu cuộc đời này vô thường, nên bản thân mình, cái thương và cái ghét, cái được và cái mắc đó mình buông xuống được. Thật sự tuổi trẻ thì cứ từ từ thời gian nó trải nghiệm đi, rồi nó tới tới tuổi khoảng ba mấy bốn mấy là biết liền vậy đó. Trong cuộc đời sẽ nhận thức liền vậy đó, là tất cả những gì những đức nói qua là những gì những đức đã từng trải nghiệm. Nên con người những đức khi làm một cái việc gì, những đức rất là kiên nhẫn. Thật sự như cái môn nói chuyện này nè, thật sự quý vị hỏi ai dạy những đức, những đức tự để ý và học tập một mình luôn, tự để ý và học tập một mình. Hồi đó mà Như Đức đọc sách của Ngài Khổng Lão Phu Tử, Như Đức là người không thích đọc sách, nhưng đọc sách của Ngài Khổng Lão Phu Tử chỉ đọc qua một lần thôi, là tất cả những công đoạn quan trọng Như Đức ghi thành một quyển sách. Là một lần đó là cho Như Đức được cái vốn để nhận thức được sách vở của nhà Nho một chút. Thấy không? Nếu như người ta đọc qua một quận, người ta không để ý gì hết chứ, thì sao? Nhưng Như Đức đọc qua một lần, Như Đức coi những câu nào hay nhất, Như Đức ghi chú lại đấy, ghi ra thành một quyển sách ghi chú nhỏ. Lâu lâu coi lại cũng thấy được tư tưởng nhà Nho rất là hay. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình, có khi mình học tập hơn người là ngay cái chỗ nào ý biết không? Con người phải có cái tâm cúi đầu hạ mình. Thật sự. Thí dụ như mấy đứa nhỏ này nó đi học sau này, nó có bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ. Nếu như các con đi đến xin việc làm chưa gì hết, các con nói rằng là đồng lương của các con là mỗi tháng bao nhiêu? Vậy thì cả đời của các con chỉ chơi một chút xíu đó thôi. Còn nếu như các con mà có một tư tưởng đặc biệt thì các con là chọn cái gì không? Chọn cơ hội. Chọn cơ hội. Đơn giản là mình đi làm một cái quán bình thường thôi. Bao nhiêu con người, người ta đến người ta ăn uống xong người ta bo tiền cho mình nhận liền. Người có tư tưởng đặc biệt không nhận luôn. Tức khắc tất cả những người khách giàu đến nơi đó sẽ để ý người này. Sẽ có một người đặc biệt sẽ để ý người này. Để ý người này và đến hỏi người này. Vì sao anh thấy em là bao nhiêu người ở đây tặng tiền là đều nhận, riêng em không nhận là sao? Nói, đó là công việc của em làm. Chủ chưa đưa lên tư tưởng này, em không nhận. Người khách giàu thì tức khắc sẽ để ý người này. Sẽ muốn chọn người này để làm một cái công việc gì trong công ty của họ. Đó là chúng ta được có cơ hội. Cơ hội sẽ gặt hái ra cả đời. Còn nhất thời xài thì cả đời vẫn làm cu ly. Hiểu chưa? Nhất thời làm thì cả đời làm cu ly. Kiếm được nhất thời thì cứ làm cu ly hoài vậy đó. Thí dụ như bây giờ mấy đứa nhỏ này nó kinh nghiệm đi. Sau này các con đi đến gần những cái người mà giàu sang đi. Người ta sẽ thử các con rồi người ta mới giao công chuyện. Thử bằng cách nào? Là tiền bạc để trong túi. Hoặc là tiền bạc để quên. Tiền bạc vật chất. Để chỗ đó. Đối với người ta một chút đó nó như là cái bún vậy đó. Không cần thiết nói tới đâu. Nhưng mà ta để đó coi tính tình mình sao. Mình chỉ cần giói tay lấy bỏ trong túi thôi rồi xong. Mình không có cơ hội đó. Trong khi người ta cũng để ý mình rồi đó. Nhưng mà mình lại đánh mất cơ hội ngay lòng tham. Con người ấy, ai cũng có tham vọng. Nhưng nếu đủ duyên thì phải tham vọng lớn. Còn nếu không thì thôi. Thật sự nếu không thì thôi. Những đức đã từng ở hai nơi. Nếu như những đức có tham vọng, tức khắc con người những đức sẽ nịnh nọt người khác, những đức sẽ có tất cả. Nhưng những đức không làm điều đó. Tại vì mình tu tập, mình có cái tâm giải thoát. Con người mình cũng thẳng tính, nên mình sống ở đâu dựa vào chính bản lãnh của chính mình và cố gắng. Thật sự luôn. Nếu mình không đủ duyên thì thôi. Cơ hội nơi này không còn, có cơ hội nơi khác. Con người chúng ta đâu phải có một lần cơ hội đâu. Nếu như mình chỉ cần có tư tưởng thì không có cơ hội này, có cơ hội nơi khác. Người này không tiếp mình sẽ có người khác tiếp mình. Nhưng cái tố chất của con người là gì? Con người ai cũng có cái sai. Nhưng cái tố chất con người quan trọng là gì? Trung nghĩa. Nhất định phải có chữ trung. Sống tuyệt đối không phản bội người khác.
không vì chén cơm manh áo hay danh lợi mà đi nịnh nọt người khác để có được. Không làm điều này. Người xưa người ta kiên nhẫn chứ không phải nịnh nghe quý vị. Có nghĩa là tôn tẳng là kiên nhẫn không phải nịnh. Giống như những đứa coi câu chuyện mà anh hùng Lưu Sơn Bạc á, Tống Giang khi ông gặp nạn ông cũng ăn phăng để ông thoát nạn. Nhưng ông quân tử chứ không phải nịnh người khác. Nên đa phần đều là như vậy. Không chỉ người tu của chúng ta. Những đứa coi câu chuyện của Ngài Hư Văn, có một vị xuất gia khi mà năm đó mùa màng thắt người gian khổ, ông đi viết tranh để ông lấy tiền. Thì cha của Ngài Hư Văn muốn mời một người xuất gia về để sỉ nhục người xuất gia, để cho trong tâm tư của Ngài Hư Văn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi xuất gia. Thì mời người xuất gia đó về vẽ tranh. Ông đưa lên cái mức tiền ông vẽ tranh rất nhiều. Thì cha của Ngài Hư Văn mắng ông nói trước mặt Ngài Hư Văn: người xuất gia mà tham lam như vậy sao? Ông vẫn bình thản vô cùng. Người đệ tử bên cạnh chịu không nổi luôn, nhưng mà ông vẫn vẽ bức tranh. Vẽ bức tranh xong rồi cha Ngài Hư Văn lấy bức tranh lót vào cái đôi giày ông đi. Lấy bức tranh của người xuất gia này lót vào đôi giày ông đi. Nói bức tranh vẽ thì cũng đẹp, nhưng biết bức tranh này quá bẩn thỉu nên lót vào đôi giày, cái đôi chân ông để đi, sỉ nhục người xuất gia này. Nhưng người xuất gia này được đồng tiền này, để lấy đồng tiền này mua gạo để cho người nghèo khổ. Đó có vay hàng không? Không. Đây là bậc quân tử chân chính. Vì người mà chấp nhận hy sinh, không cần thiết nghĩ gì mình. Nếu mà vì mình là họ sẽ không làm. Nếu mà vì họ, họ không bao giờ làm. Đó là những tấm gương cực kỳ đặc biệt luôn. Nên một con người khi đã có một tư tưởng thì nơi này không dùng mình sẽ có người khác dùng mình. Còn nếu như một con người sống mà trở mặt, quay lưng, dễ phản bội, người ta sẽ cực kỳ sợ. Dù người ta dùng quý vị, người ta cũng đang nghi ngờ quý vị. Và cuộc đời quý vị không có cơ hội. Khi quý vị mà khổ rồi hoặc là quý vị có sự cố rồi, quý vị sẽ không đối mặt cùng ai được hết. Con người thì những đức phải công nhận ai cũng có cái sai. Mà cái quan trọng của con người khi sai phải đứng lên, khi vấp ngã phải đứng lên, khổ đau cỡ nào cũng phải đứng lên. Đó là dũng khí của mỗi con người. Ở đây dù nam hay nữ gì, các cháu gái cũng gì, phải có tư tưởng mạnh mẽ. Thí dụ như giờ lớn lên đi học đi, yêu ai đó chân thật, cuối cùng người ta cũng nói chân thật, người ta không yêu lại, không lẽ mình đi thất tình tự tử? Không có đâu. Không yêu thôi, không? Yêu tôi thì tôi yêu lại, không yêu tôi thì thôi, hết duyên thì thôi chứ sao bây giờ. Cha mẹ tôi sinh tôi, nuôi tôi không lớn, tôi còn chưa trả ơn cho cha mẹ tôi mà tôi đi tự tử gì giờ. Mà có nhiều đứa nó lại bị thất vọng mà đi tự tử. Tự tử đây chứng tỏ rằng là tôi dám làm điều này. Chi ạ? À? Chi vậy quý vị? Nó có một cái cô này, chồng cô chửi cô. Cô nói tôi không bỏ ông được mà tôi bỏ ngón tay. Cuối cùng phải xách cây dao chặt cái búp rớt ngón tay. Kinh chứ. Rớt ngón tay luôn quý vị. Quý vị có nên làm điều này không? Không. Đau lắm. Không thể nào làm được điều này. Đó cũng là nhân quả, nhưng mà khuyên vị đừng nên làm. Nghe không? Lỡ chửi mình thôi mình nhịn xong. Như có chữ nhẫn thôi được rồi. Tự nhiên bây giờ đem cái dao qua chặt cái cúp gớt con tay. Kinh quá quý vị ơi. Đúng là cái nhân quả gan thiệt. Những đức nó thật sự cái điện đó, những đức không dám làm thiệt luôn. Những đức thì cũng gan lắm, nhưng mà những đức lại sợ hai loại trong cuộc đời. Một là gì? Con chuột mới đẻ. Hai là cái kim. Những đứa có hai loại những đứa sợ đó, là một là con chuột mới đẻ vì thấy ruột gan nó lòng thòng những đứa ớn nó chứ không gì chứ. Còn hai là gì? Cái kim chứ thuốc. Nên những đứa tính ra là mấy chục năm những đứa chưa từng biết cái chuyện mà chích thuốc bao giờ, vì cực kỳ sợ cái kim nên những đứa không có cái chuyện đi chích thuốc. Hai loại mà những đứa sợ, mà những đứa cũng gan mà sao những đứa sợ hai loại đó, ngộ như vậy. Nên từ nơi đó mà biết rằng là có những con người vì thấy họ gan và mạnh mẽ, nhưng có những cái sợ của họ không đáng phải sợ mà họ phải sợ. Nên quý vị đừng bao giờ cho rằng người đó quá mạnh mẽ. Chưa chắc. Có những người mạnh mẽ ở bên ngoài và bên trong nó yếu đuối làm sao. Đúng quý vị. Trong cái cuộc đời này mình không hiểu nổi đâu quý vị ơi. Nên khi mà mình dụng công tu xong, nhớ kỹ cái phương pháp niệm Phật lễ Phật của mình là tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Người chỉ cần tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn thôi là quý vị nhớ phát sinh trí tuệ liền. Nó an lạc, tự tại nhiều. Còn nếu cái kiêu ngạo ngã mạn bị lớn nghe, người ta mắng, người ta gầy bị cái là quý vị để trong tâm, cả đêm ngủ không được,
cái câu đó nó quay lại nhiều quận, một lần quay là một lần khổ, mà nó quay cả đêm, quý vị nghĩ sao ngày mai nhìn cái mặt giống ông kẹ. Chứ sao quý vị, một đêm mà bị buồn thử ai chửi vì ai la ai gậy vì ai quýnh quý vị, nếu quýnh một cái mà nhớ hoài thì một một đêm nó bao nhiêu cái tát tay vô mặt à, tại vì một cái tát là xong rồi, nhưng mà mình để lại trong tâm nó quay nhiều quần thì rất nhiều cái tát tay. Nên những Đức nói với các cháu nhỏ đây, cái sở học không phải chỉ học người cao xa không đâu các con, và có những con người mà các con cần phải học nếu đủ duyên, người què quặt, người mù, những người tật nguyền, những người bệnh đau, hoặc là có những người ở ngoài lề đường, bất chợt các con ngồi các con hỏi họ về cuộc đời họ, họ sẽ cho các con một tư tưởng cực kỳ sâu sắc. Chứ không phải học tập chỉ có học mình lựa cái người cao xa không đâu, vì cái người cao xa có khi ở trên. Giống như câu những Đức từng nói rằng là gì, núi cao nhờ có đất bồi, núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu, thấy không? Nó nói rõ ràng không? Núi cao nhờ có đất bồi, nếu mà núi cao đất thấp, núi chê đất thấp thì núi ngồi ở đâu? Nên nhiều người học tập là chỉ nhìn cái cao thôi à, chưa chắc cái thấp ở dưới á nó mới là kinh khủng. Giống như bây giờ quý vị nhìn cái hàm răng mà quý vị không thấy cái lưỡi. Răng quý vị thấy nó cứng kinh khủng không? Nhưng quý vị thấy cuối cùng răng và lưỡi thằng nào chết trước? Thì thấy không? Nó răng thì thường hô hà ghê lắm, thường còn quạt mắt ảnh còn hù lưỡi nữa chứ, ảnh cắn lưỡi. Ảnh cắn cái lưỡi, quý vị thấy ăn cơm anh cắn lưỡi chưa? Nó răng anh cắn lưỡi đúng không, lưỡi nhịn lưỡi nhặn đúng không? Nhưng mà một ngày nào răng sẽ gãy trước lưỡi. Răng gãy thì chúng ta chưa chết, lưỡi đứt thì chúng ta cái như toi mạng luôn, đứt lưỡi là chết liền, không nói vòng vo. Ý muốn nói rằng là răng nó cứng cỏi như con người mạnh mẽ thì có khi không tồn tại, mà lưỡi nó mềm mại nhẵn nại thì thật sự tồn tại. Nên chữ nhẵn trong nhà Phật hay dữ lắm, cực kỳ hay luôn. Nên quý vị sẽ không khổ đau khi tiếp nhận được Phật pháp, vì Phật pháp cho chúng ta có một bến đỗ tuyệt vời. Nhớ nghe quý vị, Phật pháp cho chúng ta một bến đỗ tuyệt vời, và mỗi người nghe Phật pháp đều một ngày nào mình có cái khổ gì là Phật pháp cho mình cái bến đỗ. Đừng buồn giận người khác để trong tâm, hãy giữ tâm mình an lạc bằng cách niệm Phật ha, niệm A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.